Bắt đầu đi. Okay, welcome to Miss Lee and Miss Jenny class. And this week we will learn three short vowels. Ở trong tuần này thì chúng ta sẽ học ba âm đều là âm ngắn, và ba cái âm này thì nó khá là đặc biệt. Mọi người có thể nhìn thấy âm e và a. Thấy chưa? Âm này là âm e này. Âm ae là âm kết hợp với giữa âm a và âm e, và đây là âm a. Ok, âm a ngắn ạ. Ok, mọi người điểm danh có mặt nha. 27, 28 and two of us is 26. Mới có 26 người thôi. Mọi người có khả năng là vào muộn bởi vì là cũng hơi sớm. Sao với mọi người? Nói chung mọi người cố gắng sắp xếp để vào học đúng giờ. Ok, we are going to learn lesson 3 today. Short vowel e. Theo cái nhìn nhận của em thì cái âm e này là cái âm dễ phát âm, gần như là dễ phát âm nhất. Bởi vì sao? Bởi vì là nó rất là giống tiếng Việt. Mọi người phát âm ở trong tiếng Việt như thế nào thì trong cái âm tiếng Anh này nó cũng gần là như thế, nó không khác là mấy cả. Tức là dễ thôi. Ok. Now let's practice. E là một nguyên âm ngắn này, rất là thoải mái này, miệng mở to và phát âm e giống như tiếng Việt thôi. E. E. Và trong lúc mà mọi người học thì mọi người sẽ làm sao ạ? Nói thoải mái ra. Dứt khoát, bởi vì nó là âm ngắn, nó không thể kéo dài được. Nó là âm ngắn mà. Cái miệng của mình thì mở và giật xuống. E. 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 Ok. E. Nó không mở quá to và nó cũng không mở quá nhỏ. Nó là âm trung bình ở giữa đấy ạ. Cái khẩu hình miệng của mình nó là trung bình ở giữa. Còn ví dụ như âm I là cái âm mở nhỏ nhất. E. Đúng không ạ? Và tí nữa chúng ta có học âm là E. Ok. Rồi. E is a short and relaxed sound. Ok, rất là thoải mái này, ngắn này và thoải mái này. Open your mouth wide. Ok, mở miệng thoải mái, rộng rãi. E. Và phát âm thôi, mọi người sẽ bắt đầu thực hành nhá. E. 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 Ok. E. 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 Dễ đúng không ạ? Dễ đúng không ạ? Thì đến lúc mà mình phát âm vào các từ ấy, mọi người giơ tay ấy, thì mọi người sẽ làm sao ạ? Thì mọi người sẽ phát âm cả âm này và đọc cùng kèm với lại từ nha. Ok, mời cô Ly mở màn âm đầu tiên ạ. Đây là cái từ đầu tiên của mình. Cái gì đấy ạ? Đây là cái đầu đúng không? Mình sẽ có từ hat, 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 hat. Âm đầu tiên của mình là chữ H đúng không? Thì mình sẽ có cách phát âm ra là H, H, H. Mình gần như là hà hơi ra ấy. Nhưng mà mình sẽ phải hắt hơi ra, chứ không phải là mà là ngắt ngắt hơi và có cắt ngắt quãng nhé. Tiếp theo đấy là cái âm E, E, E. Và âm đuôi của mình sẽ là D, D, D. Thì khi mà mình ghép ba cái âm này vào thì nó sẽ là hat, hat, hat. Mọi người nhớ phải bật cái âm đuôi của mình ra nhé. Hat, hat, hat. Rồi, ok, bây giờ sẽ đến cái phần câu của mình. Can you touch your hat? Can you touch your hat? Ở đây có một từ hơi khó một chút, đó từ touch, touch. Đó, cái âm này thì mình sẽ có âm đuôi là ch, ch, ch. Touch. Can you touch your hat? Can you touch your hat? Đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ luyện tập âm đầu tiên nhé. Xin mời mọi người giơ tay nào. Rất nhanh chị Ngọc Anh Vũ ạ. Hat. 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 Cái từ này có cái âm đuôi là d thì mình sẽ phải đọc mạnh ra. Hat. 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 Chị đọc lại nữa giúp em đi.
Hey. Hey, you know, we're back. Đọc lại đi. Chị Ngọc Anh Vũ đọc lại đi ạ. Bật mic. Xin mời chị Bạch Ngân nhé. Bạch Ngân mở mic ạ. Head. 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 Mình bật mạnh cái âm đuôi một chút xíu giúp em nha. Head. Đúng rồi, bây giờ mình đọc cả câu giúp em. Can you touch your head? Can you touch your head? Your head. Cái từ touch thì mình sẽ cần phải bật âm đuôi rất là mạnh lên nhá. Touch. Can you touch your head? Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Thì mình sẽ bật âm cả âm đuôi đ của âm head mạnh hơn một chút xíu nữa giúp em là được nha. Bây giờ xin mời chị iPhone. Mọi người đặt tên thì bọn em gọi sẽ dễ hơn. Xin mời chị iPhone ạ. À. iPhone đang giơ tay đây này. Không nghe đúng không? Nếu thế thì như đọc đi. Như đọc đi. Can you tap your head? Can you tap your head? Head. Can you tap your head? Can you... Cái cách phát âm của mình rất là đúng đấy ạ. Mình sẽ ghép từ như vậy. Head. Đấy cũng là một cách ngày xưa. Nhưng mà mẹ đâu? Đấy là một cách ngày xưa mình dạy cho học sinh đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi đến tiếp âm thứ hai nha. Xin mời cô Jenny ạ. À, mọi người tắt hạ tay xuống giúp em nha. Ok, the next word we have b-e-d. Ok, when you pronounce, you try to sit straight your back. Mọi người cố gắng là cái lưng của mình thẳng nhé. Keep your back straight. Ok. Giữ lưng thẳng này. Và lưng mọi người thẳng thì cái hơi đẩy ra nó mới rõ ràng được. B. E. D. E. D. E. D. B. E. D. Bed. Bed. Ok. The ending sound. D. Sorry, okay. B, ed, bet. It's time. Cái từ I'm, time này. Hôm nay em check cho các chị thì các chị bị lỗi này rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái từ time này là mọi người không đọc thành I'm, time, mà đọc là time. Nhưng mà ở đây nó là cái gì ạ? Nó là một nguyên âm đôi. I'm, time. It's time for bed. It's time for bed. Okay, bed. Okay, everybody understand? Okay, bây giờ cô xin mời một số mẹ giơ tay nha, một số bạn giơ tay nha. Giơ tay đi mọi người ơi. Okay, mời chị Hạnh Dung, Nguyễn Hạnh Dung ạ. Bed. It's time for bed. Lại một lần nữa. Bed. It's time for bed. Đó, chị Dung là chưa nghe em nói cái từ time đâu. Không phải là it's time. Không phải là it's time for bed. Mà là it's time. I am. Yeah. Time. I am. Yeah. Time. It's time for bed. It's time. It's time
for bed. Đi vào. Is. 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 S à? Is. Không. Is. Is. Time. Time. Is time. Is time. For bed. 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 Cô Lian gọi thêm một hai mẹ nữa hộ cô Jenny nhé, để cô lấy xử lý cái bạn này đã. Xin mời chị Lý Nguyễn nha. Chị Hạnh Dung tắt mic giúp em nhé. Bed. 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 It's time for bed. Cái này mình cũng vẫn mắc hai cái lỗi chính nha chị. Cái đấy là từ bed. Mình sẽ cần phải bật âm đ ra. Bed. Sau bed. Này khi mà mình bật hơi nhẹ chút, nhưng mà bây giờ mình sẽ cần phải bật mạnh nhá. Và cái từ time. Chị đọc lại cái time giúp em ạ. Time. I'm. Đúng rồi. Thì bây giờ mình ghép âm time. T vào nữa. Time. Yes. Đúng chính là nó đấy ạ. It's time for bed. It's time for bed. Yes, I'm back. It's time for bed. Trời ạ. Bây giờ xin mời chị Hiền Vũ nha. Em cảm ơn chị Lý Nguyễn. Bed. It's time for bed. Từ bed của mình thì rất là ok rồi. Nhưng mà từ time thì cũng giống như hai chị trước nhá. Mình vẫn đang bị là nó mất y của em đi rồi. Nó không phải là it's time. Mà là it's time. I'm. Time. Chị đọc lại giúp em nhé. I'm. Giống như là khi mà mình nói là I, đúng không? Giống như là khi mà mình nói ai, nhưng mà I'm. Đúng rồi. It's time for bed. Time. Và từ nó lại như time. I'm. It's time for bed. Đọc lẻ thì rất là hay, nhưng mà khi mà ghép vào từ time, từ lại sai của em mất rồi, không phải là time. Nó không phải là time mà là time. Ai cũng bị này. Đa số anh bị cái thứ này. It's time for bed. Và từ là bị mọi người Ok. Mọi người và đây xuống nha. Ok. I'm trong cái khi mà em phát âm này a i m I'm, nó không phải là a m nhá. Mọi người nghe thật là tinh ý này. I'm time. Để làm sao, bởi vì sao mà em khi mà check bài hoặc là em quay chính bản thân em quay video thì em luôn luôn làm sao ạ? Luôn luôn đọc thật là chậm. Bởi vì phải đọc chậm thì mình mới hiểu cái cấu trúc của cái từ đó bao gồm những âm gì. Còn nếu đọc nhanh ấy, mình bởi vì sao? Thứ nhất là mọi người chưa biết được hết 44 âm. Thứ hai là sao ạ? Những cái âm đó ấy, chúng ta chưa biết được cái cách phát âm của chúng. Thì nếu mà đọc nhanh là chúng ta coi như là thôi chỉ là một cái bài luyện đọc một tí thôi ấy. Nó không mang cái tính chất là học, ôn tập quá nhiều. Mà mọi người phải đọc chậm, đọc đi, đọc lại, đọc thật là chậm và thật là rõ cái từ đó là từ một, kể cả những cái từ đơn giản nhất trong câu. Ví dụ từ it's time for bed. Ok, để mình biết được cái cấu trúc của cái từ đó. Ok rồi, buổi sau thì chúng ta sẽ ôn tập kỹ hơn. Đến những phần nguyên âm đôi chúng ta sẽ ôn tập kỹ hơn. Next one, we have bread. Red. Âm b chúng ta không bật hẳn ra. Ở đây âm đây là một cái gì ạ? Một phụ âm đôi.
mọi người bỏ tay xuống nha. Đây là một phụ âm đôi. Âm b đứng ở đằng trước âm r. Chúng ta không bật hẳn cái âm b ra như nếu nó đứng ở một mình. Nếu nó đứng một mình, ví dụ từ bet, b, et, bet, nó bật mạnh ra đúng không ạ? Nhưng ở đây nó đứng làm sao ạ? Đứng trước một cái phụ âm khác thì mình chỉ bật một nửa thôi. Và sau đó cái khẩu hình miệng của mình sẽ chuyển sang cái âm kia luôn. Br, br, br. Mình chỉ cần bật nhẹ một phát là mình chuyển sang r luôn. Br. Âm r. R này thì chúng ta quận lưỡi ạ. R. 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 Bread. Bread. Ok. Bread. Bread. Ok. Now, let's move to the sentences. Would. Đây là một cái từ mà nó rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì chính khẩu hình miệng của nó là đã đánh nhau rồi. Cái âm w này là chúng ta bật ra đúng không ạ? Nhưng cái âm u này nó lại chu vào. Thế nên chúng ta rất là khó đọc cái âm này đấy ạ. Would. Chúng ta không thể bật được ra cái âm w mà chúng ta chỉ bật một ít thôi. Would. 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 You. Yeah. You. You. Like. Would. You. Like. Some bread. Would you like some bread? Okay. Would you like? I like some the bread. The bread. Okay. Would you like some bread? Okay. Would you like some bread? Lên ở ngoài câu một chút nhá. Would you like some bread? Okay. Bây giờ mọi người vỗ giơ tay nào. Ok, vì chị iPhone lúc nãy đã giơ tay rồi đúng không ạ? Em mời anh Phong nha. Những ai mà chưa nói em sẽ ưu tiên hơn. Bread, 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 bread. Would you like some bread? Would you like some bread? Ok. Nếu như mà chúng ta đọc không đúng hết thì cái từ would nó sẽ thành từ good. Chúng ta phải chú ý này. Okay. Tu miệng lại. Would. Would. Would you like some bread? Would you like some bread? Ok, từ bread rất là ok rồi đấy ạ. Rồi, em cảm ơn Phong nhá. Rồi, mời chị Phương Chi ạ. Chị Ngọc Anh nhường cho chị Phương Chi nha. Bread, bread. Would you like some bread? Lại ạ, một lần nữa. Bread, bread. Would you like some bread? Okay. Cái từ bread, bởi vì sao? Bởi vì em nghe nó vẫn hơi bị cứng một chút đấy. Nó vẫn là bread. Bread. Thì mình chỉ có một cái cách là luyện tập nhiều thôi. Bread. Bread. Okay. Bread. Luyện tập nhiều thì nó sẽ ra đúng. Bread. Đúng rồi. Bread. Đúng rồi đấy ạ. Bread. Okay, would you like some bread? Okay, em mời một chị nữa nha. Em mời lúc nãy đã gọi chị Kim Thoa Trần Thị chưa ạ? Em không nhớ lắm. Chị cũng không nhớ lắm. Em mời chị Kim Thoa luôn. Nói chung là lần sau thì những người mà đã được gọi rồi ấy thì nhường cho nhỉ. Bread. Bread. Would you like some bread? Yeah. Yeah. Thì mình chu miệng lại một chút. Would. Would. Would you like some bread? You like. Like. Like, would you like some bread? Sờ nhẹ nha, sờ nhẹ nha. Nhẹ nha. Would you like some bread? Okay, would you like some bread? Okay, thank you. Okay đấy ạ. Luyện tập nhiều nha. Mời mọi người bỏ tay xuống ạ. Next slide.
The next sound. The next word. Cái từ này sẽ mọi người chưa gặp bao giờ. Cái âm đuôi này chưa gặp bao giờ, rất là mệt lưỡi nha. Nào, mọi người trước khi vào cái âm này, mọi người sẽ luyện tập cùng em trước. Cái âm này sẽ hơi khoai một chút nhé. Mọi người đưa lưỡi ra và tập cùng em. Đó. Và ok, bắt đầu cái âm đầu tiên. Dễ rồi đúng không? Âm đầu tiên mình học khá là nhiều rồi. E E E L Đó. Mọi người đưa lưỡi vào trong cái hàm răng trên của mình. Đó, và bây giờ chúng mình bắt đầu ghép vào với nhau. Tell. 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 Điểm dừng cuối của lưỡi của mình sẽ là chạm hàm răng trên. Đó, và lưỡi của mình là đặt trong bàn trong đây là hàm răng của mình nhá. Đây là mặt trước hàm răng này, thì cái lưỡi của mình sẽ chạm vào đây. Nó sẽ ở bên trong này nha, chứ không phải bên ngoài đâu. Không nhất thiết là phải đưa hẳn ra bên ngoài, mình sẽ chỉ cần đưa chạm vào mặt bên trong của hàm răng là được rồi. Tell. 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 Đó. Cái từ này sau này khi mà mình học từ quả bóng này hoặc là một số từ khác nữa nó cũng sẽ có tương tự thì mình sẽ cần phải để ý hơn nha. Tell. 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 Đấy, mọi người để ý cho em nhé. Bây giờ mình sẽ vào câu này. Can you tell me what is your name? Can you tell me what is your name? Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luyện tập nha. Mọi người giơ tay nào. Thu Hà. Nhưng mà chị Thu Hà này là bật sẵn. Tell. 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 Can you tell me what is your name? What is? What is? What is your name? Your name. Your name. Can you tell me what is your name? Đó, mình đọc chậm rãi xuống một chút nhé. Mình vẫn phải đọc đầy đủ cả từ và đầy đủ cả âm đuôi giúp em nhé. What is your name? Can you tell me what is your name? Yes, okay. Bây giờ mình sẽ đến chị Huỳnh Nguyên Thu Thảo ạ. Can you tell me what's your name? Wow. Again? Chị đọc lại giúp em nhé. Giọng hay quá. Tell. Can you tell me what's your name? Trời ơi, giọng hay. Ngữ điệu mời luôn ạ. Rất là hay đấy ạ. Bây giờ mình sẽ next tiếp nha. Chị Min, em xin mời chị Min ạ. Yeah. Tell. Can you tell me what's your name? Chị đọc lại từ tell giúp em nhé. Tell. Không phải là tell. Tell, mình không thích, mình không đi theo ai cả. Là tell. 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 Đúng rồi, mình sẽ bật âm tell. Tell. Đúng rồi, cái lưỡi của mình nhá sẽ phải chạm vào cái hàm răng trên của chị. Tell. Tell. Đúng rồi, nó sẽ là như vậy. Giờ chị đọc lại giúp em hai lần nhá. Tell. Tell. Cái lưỡi mình chú ý là đưa ra giúp em nhá. Tell. 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 Đúng rồi, ok. Rồi bây giờ ba người rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ đến từ tiếp theo nha. Xin mời cô Jen luôn ạ. Ok, trước khi đến cái từ tiếp theo thì em thấy chị Huỳnh Nguyên Thu Hảo ấy ạ. Thì cái giọng tiếng Anh của chị rất ổn. Thế nhưng mà chị lưu ý giúp em một cái mà đa số mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ và con gái Việt Nam nói là sẽ bị dính cái này. Đó là cái giọng của mình nó lúc nào nó cũng lên ý. Nó cũng hơi, nó bị lên. Ví dụ trong cái câu này là what is your name? This is the WH question. Đây là một câu WH.
Đó là cái câu gì ạ? Câu hỏi không phải là hỏi yes no mà hỏi về what, đúng không ạ? Thì mình sẽ xuống ở cuối câu. Mình sẽ xuống ở cuối câu, mình không phải là what is your name? Can you tell me what is your name? Nó hơi bị lên ấy. Và đặc biệt là phụ nữ ấy, thì mình khi mà cái giọng của mình bản chất nó đã cao rồi thì mình cố gắng là kiềm lại một chút. Cái ngữ điệu của chị rất là hay, em rất là thích cái ngữ điệu của chị, nó rất là giống người bản ngữ. Mình chỉnh một chút về cái giọng của mình, nó đi xuống một chút. Can you tell me what is your name? Okay, can you tell me what is your name? Thì nó sẽ tiết chế lại hơn và nghe nó sẽ hay hơn. Giọng của chị nó kết hợp với lại cái ngữ điệu này thì nó sẽ còn hay hơn nữa. Ok không ạ? Rất là nhiều, kể cả là giáo viên, các giáo viên hay là gì, em thấy gặp rất là nhiều những cái trường hợp như thế, là cái giọng. Chính bản thân em ngày xưa đến bây giờ đôi khi em vẫn bị đi lên nhiều, thì mình phải tiết chế lại một chút. Ok không ạ, chị Hảo ạ? Vâng ạ. Ok, so can you please mute? Ok, từ tiếp theo của mình sẽ là em đến lượt em. quên. Ok, quên. Cái mẫu từ ở đây, mẫu câu ở đây ấy, mọi người có biết không? Em đâu phải, mọi người sẽ thấy là từ bài 3 đổ đi ấy, là cái từ ở trong cái slide này nó hơi khác một chút so với lại trong cái sách của em. Bởi vì sao? Bởi vì là rất là nhiều chị đã nói là cô ơi, thì bây giờ tiện mình đang học IPA luôn ấy, thì mình sẽ học những mẫu câu mà nó gần gũi với lại đời sống ấy. Thì em đã thay rất là nhiều, em đã tìm rất là nhiều những cái từ nó gần gũi hơn. Và để các bố mẹ thì thực hành luôn với con, thì các cái mẫu câu này mọi người nhớ ôn tập ở nhà nha, để mà thực hành luôn với con. Phải nói nhiều thì mọi người mới làm sao ạ? Để em tắt. Để em tắt mic mọi người nhé. Chị Ly bật lại hộ em. Bởi vì sao mọi người phải luyện tập ở nhà với con đấy nha. Nói chuyện với con. Ok. The next word. This is an easy word. Ok. Đây là một từ rất là dễ. Sao nhanh thế? Nhà chị Ngọc Anh nhanh thế. Pen. Từ này rất là dễ rồi đúng không ạ? Pen. Baby, can you tell me where is your pen? Oh baby, can you tell me where is your pen? Okay. Có một cái điều là khi mà Jenny dạy con ấy, thì Jenny hay sử dụng cái emotion, cái cảm xúc lắm. Thì khi mà mình nói có cảm xúc thì cái ngữ điệu của mình nó cũng sẽ hay hơn, đúng không ạ? Mọi người sẽ làm sao ạ? Kiểu cho thêm cái cảm xúc vào, đúng không ạ? Baby, can you tell me where is your pen? Okay? Where? 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 Where is your pen? Okay, where is your pen? Where's your pen? Okay, where is your pen? Okay, now let's raise your hands. Raise your hands. Well, very fast. I would like to invite a new face. Okay, Kim Chi. Kim Chi. Yeah. Pen. Where's your pen? Okay. Again, one more time. Một lần nữa. Pen. Where's your pen? Yes. Thank you. Where is your pen? Please. Yeah. Again, one more time. Sau khi em sửa thì chị đọc lại một lần nữa nhé. Where is your pen? Yes, very good. Perfect. Ok, mời mẹ con nhà Ngọc Anh ạ. Không biết là nó gọi chưa? Mẹ con nhà Ngọc Anh lúc nãy đọc rồi. Yeah. Pen. Where is your pen?
Very good. Well done. Where is your pen? Baby, can you tell me where is your pen? Okay. Okay, thank you. Yeah, thank you. Very good. Okay, next I invite Tina Hien Chan. Unmute your microphone. Yes. Okay. Yes. Come on in. Pen. Where is your pen? Very good. Where is? Where is? Your pen. Your pen. Great. Great job. Good girl. She's 5 years old. Okay, I will line. Okay. Xong rồi đúng không ạ? Okay, next line. Từ này có nghĩa là thành viên. Ok, mọi người nghe nhé. Từ này sẽ khá là dễ thôi. Mình sẽ tách ra nó có hai âm mọi người nhìn đúng không? Thì mọi người nhìn thấy cái dấu gì quen thuộc chưa? Mọi người nhìn thấy cái dấu gì quen thuộc chưa nhỉ? Đó là dấu trọng âm đúng không? Đấy thì mình sẽ nhấn mạnh vào cái âm đầu tiên. Member. 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 Cái câu này chỉ có duy nhất cái âm đuôi của từ. Thứ hai là mình sẽ cần phải uốn lưỡi thôi. Member. Member. Còn cái từ đầu tiên thì tiếng Việt như thế nào thì mình phát âm như thế đúng không? Rất là dễ rồi. Chỉ có cái từ thứ hai mình để ý một chút xíu, mình cong lưỡi, uốn lưỡi lên. Member. 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 Ok, bây giờ mình sẽ đến một cái câu hỏi rất là quen thuộc khi mà mình hỏi các bạn trẻ con này. How many members are there in your family? How many members are there in your family? Đó, bây giờ cái câu này thì mình sẽ tách ra ở một... Có thể mình tách ra làm 3 phần nhé. How many members? A lot. Đó. How many là gì? How many? Đúng rồi. Family. Nhà con có bao nhiêu thành viên? Okay. Đó, mình sẽ tách ra làm 3 phần. Phần đầu tiên là how many members are there và phần còn lại sẽ là in your family. Được chưa? Mình sẽ ghép vào lại thành như sau. How many members are there in your family? Chứ mình không phải đọc một lèo, một tràng dài, cả một câu rất là dài thì rất là bị hụt hơi. Mình sẽ tách ra như vậy mọi người nhé. How many members are there in your family? Rồi bây giờ mọi người giơ tay nào. Raise your hands. Nguyễn Hòa. Ok. Please turn on the video. Mọi người có thể bật video lên để nhìn thấy nhá. Khẩu hình miệng. Chị Nguyễn Hòa. Hoàng Nguyễn chị Hòa. Mình bật. Ok. Mình bật âm lên giúp em nhé. Bật âm lên ạ. Đúng ạ. Bật tiếng ạ. Member. Member. Yeah. How many members are there in your family? Member. Family. Đợi em một chút, ai đang member. Mình lưu ý giúp em members là có âm s. How many members are there in your family? Chị đọc lại giúp em đi ạ. How many members are there in your family? Yes, đúng rồi đấy ạ. Bây giờ mình sẽ đến người tiếp theo nhé. Xin chị Thảo Nguyễn để em gọi cho nhỉ. Ôi chết. Chứ là cô Ly vẫn lại với em lỡ tắt tiếng của cô rồi. Em chưa được gọi. Dạ vâng, đến lượt chị đi ạ. Member. 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 How many member are there in your family? Không có bờ, không có bụi gì ở đây cả. Không phải là bờ. Mà là bờ. Member. Đọc kỹ lại cho em này. Lên cái lưỡi của mình cong lên. Member. Member.
Member. Sẽ phải luyện tập nhiều hơn một chút xíu với em nhé, vì cái này mình sẽ cần phải cong lưỡi lên. How many members are there in your family? How many members are there in your family? Cái từ there. Chị nếu như mà có giấy bút ở đây thì mình nốt lại cả cái từ there giúp em nhé. Đó, thì sau đó luyện tập thêm. Ok, đến xin mời Bảo Khang ạ. Member. Yes. How many members are there in your family? Yeah, rất là tốt đấy ạ. Nhưng mà mình lưu ý nhé, members, mình đọc rõ cái âm cuối cùng giúp em nha. Members. How many members are there in your family? Yeah, rất là tốt đấy ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đến âm tiếp theo nha. Trong những cái mẫu câu về members, về how many thì nó là hỏi những cái từ có thể đếm được. Thì mọi người nhớ thêm S ở đằng sau cái danh từ đếm được đấy nhá. Từ members, ok không ạ? Nhớ thêm S. Ok, đây là một từ rất là hay sử dụng. Ready, go. Ready. Okay. Ready. Mọi người hạ tay xuống giúp em nhá. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, từ ready thì âm R mình cuộn lại một chút. Ready. Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Đây là một câu hỏi yes no question. Okay, câu hỏi nghi vấn ạ. Thì mình sẽ lên được cuối câu. Are you ready? Baby, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, con đã sẵn sàng chưa? Okay không ạ? Rồi. Okay, please raise your hands. I would like to invite the new members. Võ Hồ Thị Ánh Hồng chưa ạ? Chị Hồng chưa đúng không ạ? Chưa gọi đúng không ạ? Ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Cái âm R, ready. Âm R của chị nó hơi bị sai. Ready. Yeah. Ready. Are you ready? Yes, I'm ready. No. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. 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 Yeah. Ready. Again. Okay, thank you. Okay, mời chị Huyền Lê ạ. Lê Thị Thanh Huyền. Ready. Are you ready? Yeah. Yes, I'm ready. Yes. Again, one more time. Ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Again, remember the sound. Chị luôn luôn nhớ giúp em cái âm S nhá. Yes. Một từ là rất là basic. Một từ rất là đơn giản nên là chúng ta không được quên đâu. Yes. Sờ nhẹ một chút thì dễ hơn. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Yeah, thank you. I would like to invite Nguyễn Bình. Ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Jack,
I'm ready. Yes của chị nó thành yet mất rồi. Nó lại tăng một cái nghĩa khác rồi. Lại nhá. Yes. Yes. I'm ready. Ready. I'm ready. Okay. In the warm up part. Ở trong cái phần chúng ta làm sao ạ? Phần chúng ta khởi động ở trong cái buổi học với con ấy, hoặc là chúng ta muốn muốn làm sao ạ? Muốn rủ con chơi một cái gì đấy thì mình sẽ sử dụng cái mẫu câu này. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Thì nó sẽ làm sao hâm nóng hơn cái buổi học của hai mẹ con. Okay, thank you. Put down your hands, please. Hạ tay xuống giúp em ạ. Cái từ này có nghĩa là bao nhiêu nhiều. Ok, nó sẽ là cái từ này nó sẽ có nhìn ngắm như vậy, nhưng mà nó vẫn sẽ có hai âm tiết nha mọi người. Và mình sẽ vẫn nhìn thấy cái dấu hiệu rất là quen thuộc rồi, từ hôm trước giờ mình nhìn rất là nhiều rồi. Dấu trọng âm đúng không? Many. 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 Đó. Many. 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 Mọi người nhớ mình đọc trọng âm của mình chú trọng vào cái phần âm đầu tiên nha. Many. Many. Và cả câu của mình là you have many candies. Oh, you have many candies. Đó. Thì cái câu này sẽ có khá là nhiều cách để mình lên giọng, nhấn nhá giọng tùy theo cái cảm xúc của mình. Lúc mình tức giận thì cái mình cách mình nhấn âm cũng khác, mà lúc mình vui mình nhấn cũng khác, mà lúc mình kiểu như hơi của trách một chút thì cách nhấn âm của mình cũng sẽ khác một chút. Nên là mọi người có thể khá là linh hoạt trong việc mà mình nhấn nhá ở cái phần nào trong câu này nha. Nhưng mà mọi người có thể đọc một cách bình thường thôi, nó sẽ là you have many candies. You have many candies. Đó, cái chỗ này candies của mình nó sẽ là số nhiều thì nó sẽ là z ở cuối cùng nha. You have many candies. Tương tự như vậy mình có thể ghép được qua rất là nhiều danh từ khác. Ví dụ như là chuối, bananas. Tiếp theo là sweets. Đó, kẹo, candies cũng có. Có một từ khác để chỉ từ kẹo, đấy là từ sweet. Thì khi số ít của nó sẽ là sweet, nhưng mà số nhiều sẽ là sweets. Đó, hoặc là apples. Apples, số 1 là apple, nhưng mà khi mình có nhiều quả táo thì sẽ là apples. Đó, vì mình có thể biến tấu ra rất là nhiều danh từ khác nha. Hoặc là tẩy này, erasers, ruler, thước. Đó, thì mọi người có thể liên quan đến khá là nhiều từ vựng mới mà mình có thể trao đổi với các bạn nhỏ nhà mình. Ok, mình sẽ có cái câu này là you have many candies. Bây giờ xin mọi người giơ tay nào. Raise your hands. Trần Thị Kim Hải đúng không ạ? Em xin mời chị. Dạ. Rồi để em đọc thử. Many, you have many candies. Yes. Many, you have many candies. Yeah. Okay, rất là ổn nha. Bây giờ mình sẽ đến người thứ hai ạ. Chị Hiền Trần em mời chưa nhỉ? Rồi, Hiền Trần Tina nhường cho cô khác nha. Xin thấy chị Ngọc Huỳnh. Many. You have many candies. Rất là ổn. Chị đọc lại một lần nữa giúp em nhé. Many. You have many candies. Yeah, rất là hay đấy ạ. Xin mời chị Hồng Tươi nha. Chị Hồng Tươi bật âm lên đi ạ. Bật mic ạ. Many. You have many candies. Mình đọc rõ hơn cái âm z ở phần candies giúp em nha. You have many candies. You have many candies. Nó sẽ là have. 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 Không, không có heo ở đây nhá. Mình không bán heo. Ở đây sẽ là have. 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 Không phải là have, mà là mình há miệng ra là à, à thôi, cái từ này để lát nữa mình sau, buổi sau mình sẽ học cái âm
đúng không? Thì buổi sau mình sẽ học kỹ hơn, nhưng mà hôm nay thì chị cố gắng đọc thành have. Thành câu vừa rồi. Cái từ này lát nữa cô Jenny, sau khi mà cô Jenny sẽ có thu video lại cái từ này thì mình sẽ đọc lại ra nhé, mình review lại và buổi sau mình sẽ được học kỹ hơn nữa vì cái âm này buổi sau mình sẽ được học. Ok, bây giờ mình sẽ đến tiếp theo nhé. Yeah. Ok, it's quite hard word. Ok, đây là một cái từ khá là khó và nó có làm sao, nó có đến tận 3 cặp phụ âm đôi mọi người ạ. Cặp phụ âm đầu tiên là bra. Cặp thứ hai là và cuối cùng là thì cái ở giữa này nó sẽ được chia thành hai cái từ đuôi ek, đuôi k, nó sẽ gắn liền với cái này, cái phía đằng trước của nó. Còn từ f đằng sau thì nó vẫn là, nó sẽ gắn liền với lại cái từ đằng sau của nó. Nhưng mà khi mà đọc nhanh qua đúng không ạ, thì nó vẫn là một cái phụ âm đôi đấy mọi người ạ. Jenny đọc trước nha. Breakfast. Ok. Khi vào trong từ thì cái từ này nó sẽ được nuốt đi một chút, nó không đọc rõ là breakfast mà nó sẽ được chặn cái họng mình lại. Ví dụ như bình thường chúng ta nếu như mà không có âm k ở đây thì chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Breakfast. Nhưng khi mà nó có âm k ở đây thì chúng ta sẽ chặn lại một chút. Breakfast. Đó, mọi người sẽ phải tinh ý. Khi mà đọc nhanh thì nó mới rõ được cái sự chặn đấy. Còn nếu mà đọc chậm thì nó sẽ là một từ k bình thường thôi. Breakfast. Đọc nhanh. Breakfast. Đó, là nhẹ. Ok. Nào chúng ta cùng luyện tập một chia đôi ra luyện tập nhá. Break. And the last hôm trước thì chúng ta có gì ạ? Listen to this ridiculous list. Ok. List. Thì cái từ list nó cũng có âm st. Thì đây cũng là first. Ok. Breakfast. Okay. Everybody turn put down your hands. Em đã gọi đâu ạ? Chưa. Calm down. Ok, bình tĩnh nha. Now, breakfast. Mọi người nhớ nha. Sau khi mà mọi người học 44 âm này, mọi người có thể chuyển thể sang học big box. Ok không ạ? First. Breakfast. Trọng âm này. Breakfast. Jenny luyện tập cũng từ chậm đến nhanh. Breakfast. Alright. Okay, this is the sentences. It's time for breakfast. It's I'm time. It's time for breakfast. All right. It's time for breakfast. Hey baby, it's time for breakfast. Okay. It's time for breakfast. Okay, ma. It's time for breakfast. Keywords ở đây là từ time và từ breakfast. Nên là chúng ta sẽ nhấn mạnh ở hai từ đó. It's time for breakfast. It's time for breakfast. Okay, so it's time to raise your hand. Okay, I would like to invite Quỳnh Vân. Yeah, Quỳnh Vân ạ.
Okay, Quỳnh Vân, please unmute your microphone. Bạn bật tiếng lên ạ. Chị bật tiếng lên ạ. Không biết là bạn nhỏ hay là mẹ. Để cái avatar so cute. Chị Quỳnh, Quỳnh Vân có đây không? Có cái con đọc ấy. Đọc đi chị ạ. Ok, con đọc đi nào. It's time for breakfast. Wow, very good. You should focus the word I'm, time. It's time, not it's time, okay? Not I'm, time. It's time for breakfast. Again? Can you read again? It's time for breakfast. Okay, you have to practice more the word time. Con phải luyện tập thêm cái từ time cho cô nhá. Con bị nhầm với từ time rồi đấy. Time. I. Okay, time. Time. No, no. Time. Time. Yeah, time. 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 Yes, thank you. Very good. Well done. Okay, I would like to invite Diệp Anh. It's time. Okay, again. It's time. For? It's time for? It's time more breakfast. Focus. It's time for breakfast. It's time for breakfast. Okay. It's time for breakfast. Thank you. Các bạn ơi, vì vậy. Okay, thank you. Okay, I want to invite iPhone của bà Khuyết ạ. Breakfast. It's time for breakfast. Okay. It's. Yes. Nào, bên cạnh mình. I have to mute your microphone. Okay, chị iPhone của bà Quyết nhé. Em phải tắt cái mic của chị đi bởi vì nó hơi ồn ấy. Nào, em sẽ hướng dẫn lại này. Mọi người sẽ hay bị làm sao? Hay bị mất âm S của em. Từ it's, nó có âm S nhá. It's time for breakfast. Alright? Breakfast. Nó đuôi ok không ạ? It's time for breakfast. Ok, it's time for breakfast. Ok, breakfast. Ok, try to practice more. Ok, I would like to invite Miss Lee. Tiếp theo là mình hạ tay xuống nha. Tiếp theo mình cũng sẽ gặp một từ hai âm tiếp và mình sẽ lại bắt gặp cái dấu quen thuộc đúng không? Cái dấu trọng âm. Và mình sẽ có cái âm đầu tiên ấy là cái âm mà buổi sau nữa mình cũng sẽ học này, nhưng mà cái âm này rất là dễ. Nó sẽ là upset. Đó, nó sẽ là upset. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ đến một cái câu này. Don't be upset. Don't be upset. Thì cái câu này upset có nghĩa là khó chịu này, hoặc là buồn buồn một chút. Đó, hơi bực bội, hơi buồn buồn đấy. Thì vậy thì mình cũng có thể áp dụng cái câu này cho những cái từ để chỉ cảm xúc khác nhau nha. Don't be sad. Đừng buồn. Hay là don't be angry. Don't be angry. Đừng có tức giận đúng không? Đó. Hoặc là don't be hurry. Don't be hurry. Đừng có nóng vội. À, đừng có vội vàng. Đó. Thì mình có thể dùng một số cái từ để chỉ trạng thái này.
để mình nói với các bạn nhỏ nhà mình các chị. Ok, cái câu này sẽ khá là dễ này. Don't be upset. Don't be upset. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luyện tập nha. Xin mời mọi người giơ tay ạ. Mọi người mời chị Linh Nguyễn đi. Lúc nãy Diệp Anh nói là đứng ra đấy rồi. Gọi tên mẹ xin chào. Điện thoại. Hello, hello teacher. Yes. Upset. Don't be upset. Ok. Chị ơi, không phải là từ nào mình cũng không biết chị nhắc em nói thì em sẽ tắt nhá. Ok, không phải thì từ nào mình cũng há miệng rất to. Tức là mình sẽ há miệng to ở những cái từ mình cần há to. Ví dụ từ upset thì cái âm up nó không há to lắm. Ok không ạ? Ví dụ như từ I am, time. Lúc nãy em hướng dẫn mọi người đúng không ạ? À, cái miệng của em rất là to. Nhưng mà ở đây cái từ gì? Từ upset thì cái từ e, âm e. Lúc nãy thì em cũng nói nó là một âm trung bình thôi. Nó không nhỏ như âm y và nó không há to như âm e. Mà nó là e. Upset, upset, okay, upset. Oh, oh, don't be upset. Okay, it's don't be upset. Don't be upset, okay? Don't be upset, okay? Ok không ạ? Don't be upset, không phải há miệng to hết tất cả các từ đâu. Ok, I would like to invite chị Thu Hảo ạ. Là những người cũ nên em gọi lại từ đầu ạ. Mọi người tiếp tục giơ tay. Huỳnh Nguyên Thu Hảo. Chị Thu Hảo ơi, chị bật mic được không ạ? Ok, toàn mọi người không bật camera, em không biết ai với ai. Em mời chị Ngọc Anh rồi nhỉ, sorry, chị Bạch Ngân chưa ạ? Cô xin lỗi nhưng mà cô gọi con rồi nên là nhường cho cô khác nhỉ. Chị Bạch Ngân ạ. Không nghe thấy gì ạ? Chị Bạch Ngân, em không nghe thấy gì. Upset. Don't be upset. Ok, cái từ này nó, cái từ don't, nó lại là một cái từ nó không phải là khó. Child. Nó không phải là khó mà nó cũng không phải là dễ để em tập tính của ai đây. Don't. Nó không phải là don't mà là own. Don't. Nhưng mà nó không phải là don't. Nói kiểu nói rõ quá ấy, mà mình chỉ nói nhanh thôi. Don't be upset. Okay? Don't be upset. All right? Okay, mời chị Đinh Ngọc Châu ạ. Upset. Don't be upset. Okay. Okay ạ. Thì cái từ set nó có đuôi ending sau là set. Don't be upset. Bị âm chị bị âm t, nó thành âm s mất rồi. Không phải là obsess mà là upset. Upset. Okay? Don't. Cái từ don't, ngày mai em quay video ấy thì em sẽ nói rõ hơn. Nó không phải là don't mà là don't. Don't. Don't be upset. Don't be upset. Okay? Nó là một từ mà ngày xưa mình tưởng là nó phát âm như thế mà nó không phải là như thế đâu. Thế nên là chúng ta cần phải làm sao? Phải học và hiểu. Ok, đừng có qua loa nha, phải học kỹ nha. Ok, now we are going to practice more the sentences. Ok, I would like to read for you
five sentences and you have to practice more. Ok, hôm nay thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người đọc năm âm. Và mọi người thì có thể trong cái lúc quay video ấy, em không kịp, em không quay được cái câu này chẳng hạn, vì em không kịp sắp chẳng hạn, thì mọi người có thể mở lại ở trên phần Zoom để mọi người làm sao mọi người nghe lại. Ok, there are five sentences. Send, send, his, his, friend, friend, a letter, letter. Okay, send his friend a letter, a letter. Và trong Anh Mỹ thì chúng ta có thể đọc là letter, letter. Ở Anh Anh thì chúng ta không quá là quận lưỡi và âm t chúng ta sẽ giữ nguyên là letter, letter. Okay. Nhưng ở trong Anh Mỹ thì chúng ta làm sao cái âm t, thứ nhất là nếu như có hai âm t đứng cạnh nhau, thứ hai là âm t đứng ở giữa letter t ạ, nó đứng ở giữa hai nguyên âm và đứng ở trong cái âm, không phải rơi vào trọng âm. Ví dụ ở đây cái từ letter thì trọng âm nó rơi vào từ let. Ok, thì cái từ ter nó không phải là vào trọng âm. Thế nên là chúng ta có thể chuyển t thành d, t thành d. Thế chúng ta có thể đọc là letter, a letter, letter. Ok, send his friend a letter. Send his friend a letter. Ok, nối âm thì chúng ta có từ send his. Âm h nó rất bị nối nha. Nó là một cái âm rất là yếu. Ở trong tiếng Anh, đặc biệt là Anh Mỹ ấy, mà nó nói nhanh ấy, thì nó sẽ ăn ăn âm. Nó có tình trạng đó là nuốt âm đấy ạ. Ăn âm đấy ạ. Cái nào yếu là sẽ bị ăn. Thì cái từ h này mọi người đọc nó rất là yếu đúng không ạ? Nó sẽ bị nuốt. Sent his, sent his friend a letter, letter, letter or letter. Như thế nào cũng được, letter cũng được mà letter cũng được, tùy theo mọi người, theo Anh Anh hay Anh Mỹ. Ok, nhưng chúng ta cần phải biết cả hai. Send his friend a letter. Và trọng âm này, à, ngữ điệu trong câu này. Send his friend a letter. Send his friend a letter. Tùy vào cái keywords mà mọi người muốn thả truyền tải thông điệp. Ví dụ như mình muốn nhấn mạnh là à, gửi cho anh ta một cái gì đó, cái lá thư hay là cái bông hoa chẳng hạn, thì mình phải nói, nhấn mạnh từ letter, đúng không ạ? Send his friend a letter. Nhưng nếu mà chúng ta gửi, nói là gì ạ? Trọng âm lại là gửi cho ai, đúng không ạ? Muốn biểu đạt là gửi cho ai thì phải là send his friend a letter. Ok? Thế nên là kể cả trong câu thì cũng không có cái quy tắc, không có cái chuẩn của một câu là ngữ âm phải là ngữ điệu phải như thế nào, mà chúng ta phải dựa trên hoàn cảnh. Ok, send his friend a letter. Và một cái nữa nhé, bởi vì sao từ his này mà âm h này chúng ta nuốt âm, nuốt âm được đúng không ạ? Thì chúng ta, chính vì vậy chúng ta cần phải lưu ý này là có từ he, từ he thì nó rất hay bị nuốt cái âm h, nó nối âm với cái âm đằng trước nó. Ví dụ có một câu đó là gì ạ? Is he, ok, is he Peter? Anh ấy có phải là Peter không? Is he Peter? Và đọc nhanh là is he Peter? Nếu như ngày xưa chúng ta đọc từ she, cô ấy là she, thì ở đây thì chúng ta không thể nào phân biệt được là à đang nói là anh ấy hay cô ấy, đúng không ạ? Từ is he, mọi người có hiểu Jenny nói không ạ? Nếu mà hiểu thì comment nhá, bởi vì em cũng nói luôn cái tầm quan trọng của cái việc phát âm âm sờ nặng và sờ nhẹ. Nếu như mà chúng ta không đọc là sờ nặng ấy, không biết là từ she nó đọc là she mà lại đọc là she như bình thường mọi người đang ngày trước vẫn đọc, thì làm sao ạ? Thì khi trong cái câu hỏi is he, is he, is he, thì mình không thể nào mà biết được là hỏi về cô ấy hay là hỏi về anh ấy. Đó, thế nên là chúng ta cần phải biết là à, is he tức là hỏi về anh ấy có phải là Peter không? Còn is she, is she, is she angry? Is she angry? Cô ấy đang tức giận à? Đúng không ạ? Is she angry? Or is he angry? Thì nó khác nhau đúng không ạ? Is he angry? Or is she angry?
Okay, let's move to the next sentence. Less. Mọi người ơi, đố mọi người biết là từ less này là cái dấu phẩy với lại chữ S này nó là viết tắt của cái gì ạ? À? Đố mọi người đấy. Is. Okay, ai đấy ạ? À? Có thể là comment hoặc là ấy nha. No, không phải viết tắt của is đâu nha. Đúng rồi, let is là sai nha chị Hồng. Chị Huyền cũng sai. Ok, letters. Letters, ok. Chúng ta hãy làm cái gì đó. Ok. Let us. Chúng ta hãy thuê một cái lều. Let's. Let's, ok. Viết tắt của let us. Let us. Us là chúng ta đúng không ạ? Mọi người đã biết ở đây rồi. À, rất là nhiều người bị nhầm cái từ này nó là is. No. Let us. Bởi vì sao? Bởi vì let ở đây nó đã là một cái động cái từ nó ở đằng sau nó đã có một cái động từ rồi thì không thể nào ở đây nó là cái gì ạ? Từ is được. Bởi vì đằng sau nó là một động từ nguyên thể thì is không thể is nó là gì ạ? Chỗ động từ. À đã nhầm động từ to be, sorry mọi người. Is nó là động từ to be, nó chỉ có khi nào mà một là trong cái trường hợp nó là câu hỏi, hai là nó làm sao, đằng sau nó là tính từ, ba là đằng sau nó là một động từ đuôi verb in. Ok, doing. Nhưng ở đây là một động từ nguyên thể, thế nên chúng ta không thể nào ở đây là is được nha mọi người nha. Nó là let us, ok? Let us. Let us. Đọc tắt là let's. Let's rent a tent. Let's rent a tent. Rent, rent, okay. R and rent. R and rent. Let's rent a tent. Mọi người khi đọc phát âm câu thì nhớ đọc to nhá. Let's rent a tent. To rất khoát. Okay, let's rent a tent. And the next, Ben never, never gets. Ben never gets upset. Ben never gets upset. Ben never gets upset. Gets upset. Từ này thì cái từ này nó rất là dễ rồi đúng không ạ? Cái câu này nó khá là dễ. Toàn những cái âm dễ thôi. Ben never gets upset. Ben never gets upset. You know that? Ben never gets upset. Cái anh Ben này, anh chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu với bất cứ điều gì cả, đúng không ạ? Gets upset. Ok. Upset nó là một cái tình huống, cái tâm trạng nó khó chịu lắm. Nó kiểu cáu bẩn ấy. Nó kiểu ở nhà nghỉ dịch 4 tháng rồi, kiểu nhìn cái gì muốn bùng nổ luôn ấy. Upset. Khó chịu lắm, đúng không ạ? Ok. Ben never gets upset. Okay, I have two sentences left. I would like to invite Miss Lee. Can you please help me? Okay. Turn on, unmute your microphone. Đến câu mấy rồi em? Sorry, một chút em vừa bận. Câu thứ ba, Fred said in the game. Câu này thì sẽ là Fred said it again and again. Mọi người đọc chậm lại nó sẽ là như này nhé. Fred said it again and again. Khi mà mình đọc ghép nhanh vào một chút thì nó sẽ thành Fred said it again and again. Nhanh một chút xíu nữa nhé. Một câu mình có ngữ điệu hẳn hoi này. Fred said it again and again. Fred said it again and again. Câu này có một chút gì đấy hơi cằn nhằn vì Fred nói đi nói lại đúng không? Mình chán rồi thì cái phần again and again mình nhấn mạnh cái phần again and again, còn cái phần cái cụm đằng trước Fred said it thì mình sẽ đọc nhẹ nhàng hơn thôi. Mình nhấn mạnh một cái again and again. Fred said it again and again. Ok. Và đến câu tiếp theo của mình sẽ là Peg
cái từ này có âm đuôi là g g g. Peg, peg. Slept, slept, slept. From six until ten, until ten, and then left, left. Cái từ này có hai phụ âm cuối nha. Ft, eft, left, left, left. Đó, và cả câu của mình khi mà đọc vào sẽ thành peg slept from six until ten, and then left. Đó, vậy là mình đã kết thúc cả 5 câu rồi đúng không ạ? Yes. Có một chút này nha, ví dụ như câu câu thứ 5 này nó hơi dài đúng không? Hoặc là lúc nãy cô Polie có hướng dẫn mọi người chia cái câu gì? How many members are there in your family? How many members are there in your family? Ok, Jenny thì hay sử dụng cái gì ạ? Cái giai điệu để mình chia cái câu ra. Ngày xưa mà Jenny học thì sẽ chia ra như thế. Và làm sao? Như vậy thì sẽ nhớ lắm luôn ý. How many members are there in your family? In your family, ok? Thì lần sau mọi người luyện tập như vậy nhiều lần ấy. Tất nhiên là mình vẫn phải đọc câu chuẩn rồi, nhưng mà để nhớ được ấy thì mình sử dụng cái ngữ điệu, nhạc điệu, giai điệu để mình học. Ok? Peg slept from 6 until 10 and then left. Cái câu này mọi người có biết không? Em nhớ từ năm ngoái đến năm nay đấy. Năm ngoái em dạy các bạn ấy thì đến năm nay em lại vẫn nhớ được cái câu này, bởi vì em sử dụng cái câu này trong cái ngữ điệu ạ. Peg slept from 6 until 10 and then left. Đó. Mình tất nhiên là mình vẫn phải đọc từng từ một, nhưng mà về sau để nhớ này, để thực hành này thì mình làm sao ạ? Theo cái ngữ điệu một chút ạ. Peg slept from 6 until 10 and then left. Đó. Okay. Yeah, we have done the lesson for today. Okay, I will let you. Okay. Thoát là thế nào đây này? Để cái MacBook này nó. Okay, và chúng ta sẽ nói qua một chút về cái bài hội thoại nha. Em đang không thoát ra được đây này. Ở đây rồi, đây rồi. Kiểu máy của em nó là MacBook Air, dùng khá là lâu và nãy giờ dùng lâu và gọi Zoom nên là nó nóng, nó chậm. Mọi người có thể tìm cái bài hội thoại ở trên YouTube và hoặc là ở trên slide của tuần 1 thì em có lưu lại ở slide tuần 1. Mọi người có hãy thực hành cái đoạn hội thoại đó, rất là dễ thôi, đơn giản lắm. Mọi người ghi lại xong là các nhóm sẽ chia nhau để thực hành, để đọc. Nó là một cái đoạn hội thoại rất là ngắn. Ok. So Anna. Dạ. Ok. Đây, ở trong tuần 1 thì em có lưu, tuần 2 để có cái video, còn tuần 1 để trong slide nó có cái đoạn hội thoại đấy, em chụp ảnh màn hình lại rồi. Và mọi người vào slide có thể là chụp ảnh màn hình lại hoặc là chép lại để chúng ta thực hành với nhau. Hơi chậm một tí, mọi người đợi một chút nhé. Ôi, bạn nào đang... Kia nhà em đấy. Anna, come in the bedroom. Go to the bedroom. No. Đây ạ, greeting. Đây, ở phần dưới thì em đã có để cái phiên âm cho mọi người luôn. Good morning. Good morning everyone. How are you? Tức là cái này nó có video sẵn rồi ấy, mọi người chỉ đọc theo thôi. Sau đó là chúng ta sẽ tập đọc này cho nhớ này. Sau đó làm sao ạ? Đây, em có ghi lại luôn rồi mọi người ạ.
Đây em có ghi lại cái đoạn hội thoại này rồi thì mọi người chụp ảnh lên màn hình cái này thôi. Cho là mọi người học. Good morning thì nó dễ lắm. Em đọc qua một lần nhá. Miss Lee is teacher. I will be students. Okay. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Em nói luôn Kate nhá. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Rất là dễ đúng không ạ? Thì mọi người sẽ luyện tập từ những cái mẫu câu đơn giản này, sau đó sẽ chuyển lên những câu khó hơn. Okay. Okay. Anyway, thanks for your watching today. Thanks. Ok, cảm ơn mọi người vì đã ở đây để em một chút. Từ từ bình tĩnh nha. Chụp ảnh. Ok, I would like to see your face. Nhưng mà hôm nay bắt đầu từ buổi hôm nay là chắc là phụ số lượng sẽ ít hơn đấy, tại vì bắt đầu các con là học online rồi. Là sao ạ? Chị nhá? Chị vào được ít con, không các con của các chị ấy. Bắt đầu online rồi. Số lượng mọi người cho ít hơn thì đúng không ạ? Nhưng mà em mong là mọi người hãy cố gắng. Bởi vì sao? Bởi vì là cái năng lượng ấy nó sẽ truyền. Tất nhiên là bọn em sẽ là người dẫn dắt lớp, nhưng mà cái năng lượng từ mọi người cũng rất là quan trọng đó mọi người ạ. Thế nên là rất là mong, ví dụ nha, như hôm nay là được 60 thành viên, trên dưới 60 thành viên thì em rất là vui. Thế là mong là buổi sau thì chúng ta có thể duy trì hơn nữa. Chúng ta không tham gia được, hoặc là mọi người như này nha, mọi người không tham gia được ấy, mọi người cứ bật máy lên xong mọi người nghe. Mọi người bật máy lên, mọi người để bên cạnh thôi, hoặc đeo tai nghe. Đó. Ok, now let's take a picture. Ok, let's show me your face and smile. Bye bye teacher. Chụp ảnh đã chị ơi. Ok. Hôm nay đấy, hôm nay chỉ có hai cửa sổ thôi. Goodbye teacher. Yeah, hôm nay chỉ có hai cửa sổ thôi, ít hơn thôi đấy. Chào mọi người. Ok, and see you next time. Remember to do your homework. Nhớ làm bài tập nha. Miserable. Tẩy mây rắn. Ok, ok. Goodbye teacher. Yeah, goodbye, see you. Teacher. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. See ya. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Okay. Rồi em mắc vô cái hộp gì. Goodbye.